Hoài Sa chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ màn ảnh của VTV và quý vị đang quay trở lại với chương trình Công nghệ và đời sống. Thưa quý vị, và trước khi quay trở lại với chương trình thì Hoài Sa xin được gửi đến cho quý vị địa chỉ email cũng như là số phone để quý vị có thể gửi những tin nhắn và câu hỏi của mình vào cho chương trình. Địa chỉ email là công nghệ@vtv.com và số phone để quý vị có thể nhắn tin vào là 469-383-8184. Thưa quý vị có thể nhắn tin bất cứ lúc nào, bất cứ giờ nào, nhưng mà cảm phiền quý vị đừng gọi vào nhé. Dạ vâng, thưa quý vị, và quay trở lại với chương trình thì vào trong phần 1 đó chúng tôi đã chia sẻ cho quý vị những cách mà để dọn dẹp bớt những cái bộ nhớ trong cái mấy cái phone của mình đó. Thì tiếp theo phần 2 thì anh Minh Tú sẽ chia sẻ tiếp tục, ngoài cái việc mà mình delete những cái ứng dụng, những cái apps hay những cái video và những cái hình ảnh trong phone đó, thì mình còn những cách nào khác để mà có thể dọn dẹp bớt cái phone của mình không, thưa anh Minh Tú? Dạ vâng. Có một lưu ý trước khi Minh Tú sẽ chỉ quý vị thêm một số những cái cách để chúng ta xóa đi một số những cái thông tin không cần thiết ở trong điện thoại của chúng ta, đó là ở trong cái phần hình ảnh á và video. Nhiều khi mình vô trong đó một số hình mình muốn dọn dẹp mình xóa rồi, nhưng mà quý vị quên thêm một cái bước nữa là chúng ta empty cái thùng rác, cái nghĩa là chúng ta xóa sạch luôn đó. Và đây là một cái bước mà Minh Tú sẽ chỉ quý vị. Khi mà quý vị mở cái album của mình đó ha, quý vị sẽ thấy rằng ở trong cái phần album đó, mình kéo xuống dưới bên dưới ha, mình sẽ thấy một cái phần cuối cùng đó, nó là đã xóa gần đây. Dạ vâng. Khi mà vô trong đó thì quý vị sẽ ngạc nhiên, bởi vì những cái tấm hình của quý vị mà đã xóa rồi đó, nó vẫn còn nằm ở trong cái folder này. Thành ra chúng ta phải xóa một lần nữa để nó xóa hẳn trong cái điện thoại của chúng ta luôn. Thì bằng cách là như thế nào? Chúng ta bấm cái nút chọn nhé. Chúng ta bấm cái nút chọn, sau đó là chúng ta chọn là xóa tất cả nè. Xóa tất cả. Khi chúng ta bấm như vậy đó thì tất cả những hình ảnh chúng ta sẽ xóa vĩnh viễn luôn. Chúng ta sẽ không có recover lại được nhé. Nhưng mà đây là cái điểm rất quan trọng, bởi vì khi mà mình đã biết chắc rồi, mình đã xóa rồi, mình cần phải vô trong đây để mình xóa, để nó lấy hẳn hết ra cái khỏi điện thoại của mình luôn đó, Hoài Sa. Dạ vâng, và như lúc nãy mà khi mà anh Minh Tú đi vào cái thùng rác đó thì dạ chúng vâng. ta thấy trên mỗi cái hình ảnh nó sẽ hiển thị những cái ngày, như là chỉ còn 21 ngày nữa hay là còn 10 ngày nữa, là có nghĩa là cái thời gian còn lại mà quý vị có thể giữ cái hình ảnh này, cái dữ kiện này trong đúng cái rồi. Phone của mình. Nếu mà quý vị suy nghĩ, nếu mà mình suy nghĩ rằng nếu mà mình có thể sẽ cần lại đó thì quý vị sẽ giữ lại, nhưng đúng. Mà nếu mà không cần thì mình có thể xóa liền đi luôn. Xóa hẳn luôn thì cho dạ nó sạch sẽ luôn cái thùng rác luôn đó, thưa quý vị. Và đó là một trong những cái cách mà quý vị có thể tìm lại những hình ảnh của mình mà quý vị đã xóa bỏ trong vòng khoảng là 30 ngày hay là 40 đúng. Ngày thôi Minh Tú. Thường là 60 ngày. 60. Dạ, 60 dạ vâng, thì nó sẽ để trong cái thùng rác của quý vị trong vòng 60 ngày, cho nên nếu trong vòng khoảng thời gian đó quý vị vẫn muốn tìm lại những cái hình ảnh, những cái video với quý vị đã bị xóa đó, thì quý vị sẽ vào cái thùng rác và tìm ạ. Dạ vâng. Nhưng mà như anh Minh Tú chia sẻ, chúng ta tốt hơn hết là cứ nên dọn sạch sẽ thì sẽ rộng rãi hơn cho cái máy của mình. Dạ vâng, và đó là một trong những cái lưu ý để dạ. Chúng ta tiếp tục thêm những cái cách dọn dẹp phone nữa ạ. Đúng rồi, một cái cách thứ kế theo đó là chúng ta sẽ coi những cái định vị cũng như notification, cái nghĩa là tiếng Việt của mình gọi là nó gửi những cái thông báo dạ, vâng. Những cái thông báo này đó quý vị, nó sẽ không có tốn cái dung lượng ở trong phone, nhưng mà nó sẽ tốn cái memory và cái pin của quý vị đó. Thành ra Minh Tú cũng sẵn cái cơ hội này, Minh Tú sẽ hướng dẫn quý vị luôn. Chúng ta cũng vào cái menu là cài đặt nhé, cài đặt và quyền riêng tư, privacy nếu mà quý vị là sử dụng tiếng Mỹ. Và sau đó cái phần định vị vị trí đó nó nằm ở cái đầu tiên luôn. Hiện giờ chắc chắn rồi, đa số các phone đều mở cái này hết, bởi vì chúng ta cần phải định vị, thí dụ như bản đồ, shopping, rồi tất cả những đa số cái app họ cần biết định vị. Tuy nhiên có những cái ứng dụng không cần phải sử dụng những cái định vị, hoặc là có một số cái, thí dụ nha quý vị, Minh Tú đang mở cái Google Map nè, ở dưới đây á, cái Google Map hoặc là cái phần Gasbury đó nó để luôn luôn, cái nghĩa là trong lúc mà Minh Tú tắt điện thoại không xài thì ở phía sau cái máy vẫn sử dụng cái phần định vị, và nó lúc nào nó cũng chạy, pin nó chạy và nó cần những cái resource nó chạy. Thành ra Minh Tú không muốn như vậy, Minh Tú muốn tắt nó. Thí dụ Minh Tú vô cái Google Map đi.
Minh Tú không có muốn luôn luôn, và Minh Tú chỉ nói là khi mà Minh Tú mở nó lên á thì Minh Tú mới nó mới được chạy thôi. Thành ra mình chọn khi khi dùng ứng dụng thì nó mới mới định vị thôi. Bởi vì lúc nào cũng định vị đó thì nó sẽ tốn pin của mình ha. Ví dụ như GasBuddy cũng vậy. Đó, thì quý vị sẽ vào ở trong những cái này, quý vị sẽ coi những cái ứng dụng nào mà quý vị nghĩ cần thiết là nó cần định vị của mình, khi nào không cần thiết chúng ta tắt đi, hoặc là chỉ sử dụng thì nó mới mới có thôi. Thì đó là một trong những cái cách thứ hai mà mình Tú muốn chỉ cho quý vị. Một cái nữa. Dạ vâng, thì đến đây đó thì Hà Sa có một cái lưu ý. Mỗi lần mà quý vị download, khi mà tải về một cái app nào về từ một cái từ Apple Store đó, thì việc đầu tiên thì nó hay hỏi quý vị là quý vị có muốn turn on cái location hay không. Đúng rồi. Thì thường thường mình hay đọc sơ sơ qua skip, và mình sẽ nói thôi yes. Yes, thường thường đa số quý vị sẽ đúng chọn rồi, là yes rồi đó. Thì khi đó vô tình rằng quý vị đã cho cái app này nó luôn luôn định vị của quý vị, luôn luôn khi như anh Minh Tú chia sẻ lúc nãy là khi quý vị tắt máy nó cũng định vị, và đó là vô tình làm cho cái máy quý vị cũng đã thêm bận rộn thêm, và đúng cái rồi. Pin nó bị tốn pin hơn, tốn internet hơn. Yeah. Cho nên cái lúc mà quý vị mới download cái app đó về đó, quý vị để ý chút xíu chỗ đó để mà mình cài đặt, là mình chỉ nhắc là chỉ khi dùng mới mở cái turn on cái location của mình thôi đó. Đúng là một rồi. Trong những cái lưu ý để quý vị sử dụng để cái máy mình có thể không bị tốn pin nữa. Đúng vậy. Dạ vâng. Và một cái cách cuối cùng là mà nó gọi là background refresh. Cái này đó thì mình cũng đã biết rồi. Có một số quý vị nhớ có lần đó là chúng ta cần phải đẩy những cái app đồ này nọ. Tuy nhiên cái làm cái đó nó cũng giúp, nhưng mà một cái mà quý vị cần phải lưu ý đó là cái background refresh này nó không chỉ là mình xóa ở trong cái phone mình đâu, nhưng mà nó lúc nào cũng nằm ở phía sau cái chương trình, mặc dù nó không có hiện trong cái phone. Giống như khi mà mình đẩy lên này đó thì thường quý vị thấy có nhiều những ứng dụng phải không, nhưng mà trong cái trường hợp này đó nó không có cần chạy, nhưng mà nó vẫn nó không có hiện lên, nhưng mà nó vẫn chạy hoạt ở phía sau, vẫn hoạt dạ động. Vâng à. Dạ vâng. Đó, thí dụ nha, Minh Tú khi mà vô cái phần gọi là làm mới ứng dụng trong nền đó nha quý vị, nó cũng trong cái phần cài đặt và cài đặt chung. Rồi chúng ta chọn làm mới ứng dụng trong nền. Thì ở trong đây nó sẽ list những cái ứng dụng nào mà màu xanh đó, nó đang on đó, đang mở lên đó quý vị, là những cái ứng dụng nó đang chạy ở phía sau. Thí dụ như chứng khoán nè, một cái app chứng khoán. Rồi ở bên trên Minh Tú có cái app gọi là Assistant, và Allo là cái app để xem camera. Minh Tú nghĩ cái này nó không cần thiết, Minh Tú cũng tắt nó luôn. Minh Tú tắt luôn Assistant, cũng như Minh Tú cũng thường không có xem chứng khoán nhiều, thì nên Minh Tú cũng tắt luôn cái phần đó. Cái nghĩa là khi mà quý vị tắt những cái ứng dụng mà refresh á, thì nó sẽ làm cho cái máy của mình cũng đỡ hoạt động đó ngoài xa. Dạ vâng, dạ vâng. Nó save được cái battery life nữa. Cái này có nghĩa là khi quý vị tuy mặc dù quý vị không đang xài, nhưng mà mỗi lần nó có những cái gì mới, những cái gì mà mới trong đúng cái rồi. App đó, thì nó sẽ tự refresh, sẽ tự mới lại được cái app xác. Đó thì mình không có thấy được thôi quý vị. Nhưng mà mình vô tình nếu mình bật nó on thì nó sẽ hoạt động đằng sau lưng của mình không có biết được. Đúng cho rồi. Nên Hà Sa mới phát hiện là phone của Hà Sa turn off everything, là mọi cái app Hà Sa đều tắt hết. Khi nào mà mình cho phép kia thì họ mới những cái app đó nó mới tự refresh lại, thì đó nó sẽ tiết kiệm được hơn thời gian của pin của quý vị đó, cái battery life đó, cũng như là làm cho cái phone của quý vị có thể chạy nhanh hơn chút xíu nữa Dạ vâng. Và gọi là sạch sẽ hơn chút xíu đó. Dạ vâng. Dạ vâng, và đó là cái cách cuối cùng mà anh Minh Tú chia sẻ, phải không ạ? Rất chính xác. Không biết là mình còn có những cái lưu ý nào để việc dọn dẹp máy cũng như là giúp cho cái dung lượng cũng như là cái battery life nó có thể thêm dài hơn được không anh Minh Tú? Dạ vâng, nói chung ở ngoài bên kia đó, ngoài kia nó có những một số những ứng dụng mà nó có bán hoặc là nó subscribe. Thí dụ như Minh Tú có một cái ứng dụng gọi là Smart Cleaner. Dạ. Quý vị có thể cho thấy trên màn hình, nhưng mà đây là một cái ứng dụng mình có thể mua trả tiền hàng tháng hay là nguyên một năm luôn. Nó sẽ giúp cho mình xóa đi những cái loại hình ảnh và những cái video mà nó cùng giống nhau. Cái nghĩa là nó sẽ coi những cái loại video, những cái hình ảnh nó giống giống nhau, hoặc là những cái screenshot vân vân. Nói chung nhất là live video cũng vậy đó. Ngoài ra nhiều khi mình chụp nhiều cái hình live video thì đó là những cái lúc mà mình cần phải vô trong đây để mình scan nó và mình xóa đi những cái không cần thiết đó, thì nó rất là hay. Thì Minh Tú chỉ cho quý vị thôi, nhưng mà ví dụ như đây nó gọi là ứng dụng, nó gọi là Minh Tú cũng mới download, thành ra nó gọi là Smart Cleaner nha quý vị.
Smart Cleaner. Yeah. Đây là ứng dụng như vậy để quý vị có thể xóa thêm một số những cái hình ảnh mà mình khó mà mình biết được. Thí dụ như những cái hình ảnh mà nó replicate đó ngoài sao. Dạ vâng, vậy thì anh Minh Tú đã download về và anh Minh Tú có phải trả bao nhiêu một tháng không ạ? Dạ vâng, thì hình như Minh Tú đang trial thôi. Dạ vâng. Nó cho mình 3 ngày nhưng mà một năm hình như có 60 đô. Dạ vâng. Mỗi tuần hình như là 2-3 đô gì đó. Dạ vâng, thì đó là nếu quý vị không có thường xuyên lên dọn dẹp cái phần của mình thì đó là một trong những cái cách mà quý vị phải trả tiền để mà cái app này có thể dọn dẹp ạ. Dạ vâng, và hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi của anh Minh Tú thì sẽ giúp cho quý vị sẽ có một cái phone thêm dung lượng để mà mình có thể tiếp tục chụp hình cũng như là quay video trong những ngày sắp tới với người thân và gia đình của mình, và hy vọng sẽ được tiếp tục phục vụ quý vị trong những ngày sắp đến. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tới. Xin kính chào.